bạn, mình là Thi. Mình là Trang. Đến từ thương hiệu cửa Sài Gòn Đo. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn mẫu cửa HDF sơn màu đang được gọi là bán khá là nhiều bên công ty của mình. Yeah. Các bạn có thể thấy đây là cái dòng cửa HDF sơn. Bề mặt của HDF sơn thì cũng như cái tên gọi của nó thì nó được gọi là phủ một lớp sơn. Như các bạn có thể thấy là cái lớp sơn này thì không thể là che hết được cái vân gỗ. Thì nghĩa là nó vẫn có cái lớp vân gỗ nhẹ. Tuy nhiên thì cái màu thì là màu sơn các bạn nha. Sơn thì bên mình cũng rất là nhiều màu. Thì cái cửa này nó cũng như một bộ cửa bình thường. Nó là cánh sử dụng bằng gỗ công nghiệp HDF. Nó sơn phủ lên. Còn cửa còn hệ thống khung bao và nhập chỉ cũng là phủ sơn lên đồng màu cùng với cánh cửa. Đúng rồi. Còn cái phụ kiện của cái cửa này thì giới thiệu cho các bạn nhé. Một bộ cửa hoàn thiện của nó sẽ bao gồm là cánh, khung bao, nẹp chỉ hai mặt, ba đảng lề và khóa. Thì các bạn có thể thấy mình đang trưng bày là khóa tay gạt dành cho phòng ngủ hoặc là cái phòng khách sạn hoặc là phòng chính. Thì các bạn có thể thấy là bên mình thì đang trưng bày khóa tay gạt. Các bạn có thể thấy là mình có thể thay thế vào khóa tròn nè, khóa vân tay, khóa điện tử dành cho cái bộ cửa nào tùy sở thích và cái nhu cầu của các bạn. Thì mình có giới thiệu thêm cái cấu tạo bên trong của cánh cửa này. Cái cửa này nhìn nó đơn giản vậy thôi, nhưng mà bên Sài Gòn Đo cái hệ thống khung xương của nó cũng được sử dụng bằng gỗ tự nhiên, đã được xử lý cẩm sấy tránh công bên con ngót muốn mọt. Bên trong cánh cửa này cũng được chèn lắp hai con để cách âm, có tác dụng là cách âm cách nhiệt. Đúng rồi ạ. Nên có thể sử dụng cửa cho phòng ngủ. Còn bên ngoài nó là tấm HDF xong rồi sơn một lớp màu ngoài. Cái điểm lưu ý của cái dòng cửa HDF này á, thì các bạn không nên cho cửa tiếp xúc trực tiếp vào nước nha mọi người. Do là cửa gỗ thì nó không thể nào chống chịu được cái nước. Dạ đúng rồi, nên các bạn có thể sử dụng cho cửa phòng ngủ, cửa phòng nha. Còn về màu sơn thì cái cửa này nó có rất là nhiều màu. Hiện tại bên sơn của mình đang trưng bày cái này là màu Màu nâu. Đó. Cánh gián. Hoặc là sang đây thì bên mình có sơn thêm một cái mẫu màu trắng nữa. Đây. Cái này là màu trắng tinh luôn. Màu trắng này rất là tinh tế và sang trọng nha mọi người. Dạ đúng rồi. Cái mẫu thì bên mình cũng có thể làm được mẫu từ nhiều mẫu cửa nha. Mẫu cửa. Mẫu thì pano của nó, tất cả pano thì nó theo cái pano có sẵn, nhưng mà nó rất là đa dạng. Nên là mình tin chắc là các bạn khi mà đến với sông cửa Sài Gòn Đo sẽ lựa chọn được cái mẫu cửa ưng ý của mình. Đúng rồi. Dạ. Đó. Mẫu cửa này thì cũng giống như mẫu cửa kế bên tương tự thì nó cũng có bao gồm là cánh khung bao, nẹp chỉ hai mặt, bản lề và khóa thì bên mình viên trưng bày là khóa tròn trơn đó. Các bạn thấy là dù cho dù là nó có sơn màu như thế nào thì nó vẫn trên lớp bề mặt nó vẫn hiện cái vân gỗ nhẹ như vân gỗ thật nha mọi người. Dạ đúng rồi. Và cái hệ khung của nó cũng là sử dụng gỗ tự nhiên, sau đó mình sơn màu lên rất là bền, có nghĩa là chỉ có một cái mặt ngoài là sử dụng gỗ công nghiệp thôi. Còn lại hầu như là bên mình sử dụng gỗ tự nhiên, nên là tuy cái giá thành của cái cửa này hầu như là rẻ nhất trên thị trường hiện nay, nhưng mà cái chất liệu mà chất lượng mà cái Sài Gòn Đo mang lại cho các bạn thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Đúng vậy. Thì về cái sản phẩm mang thương hiệu của gỗ ở bên Sài Gòn Đo thì đã được cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn và đạt chất lượng mà ISO 9001. Các bạn hoàn toàn có thể yên tâm đến với Sài Gòn Đo nha. Mẫu cửa này thì các bạn thấy là mẫu bên mình rất là đa dạng hiện đại. Các bạn thấy ghé đến showroom hoặc là lên web Sài Gòn Đo để có thể mà tìm cái mẫu cửa mà hợp ý với mình. Đó. Vừa rồi thì mình và Thi có chia sẻ giới thiệu về cái mẫu cửa HDF sơn màu. Thì mẫu rất là đa dạng. Nếu mà các bạn cần tư vấn thêm về kích thước cửa nè, hoặc phụ kiện hoặc là cái bất kỳ một cái gì đó, có thể liên hệ đến số hotline bên mình hoặc là truy cập website saigondo.vn hoặc trực tiếp đến showroom để có thể được các kinh doanh tư vấn nhiệt tình nhất có thể. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.